Vừa dắt cái cú đá từ trên đồi về. Đấy, con vừa dắt cái cú về, còn cú kia nữa chưa tiêu. Ui, nó nặng. Rồi đục thêm một ít ở đây nữa. Gớm. Quay sang trên này dễ lấy. Gốc này cắt cũng sẽ cho vào trong tiểu cảnh luôn. Rất sẵn đá này.
đấy.